Ở trong video này chúng ta sẽ nói chuyện về một nốt hương, một mùi hương mà mình cho rằng là một cái món quà quý giá của tự nhiên dành tặng cho các perfumer, những người pha mùi. Đó là hoa Neroli. Có thể nói rằng nếu như để mà làm một cái bảng list bao nhiêu chai, bao nhiêu hạt nhà nước hoa sử dụng nốt nguyên liệu này thì nói thật là có khi mình nghĩ rằng cả năm cũng chưa chắc đã là làm được, bởi vì nó rất là phổ biến đó. Thì trong cái video này chúng ta sẽ nói chuyện về nốt hoa Neroli này, nó có nguồn gốc từ đâu, từ như thế nào, trong nước hoa thì nó pha mùi ra làm sao, mùi nó như thế nào, và một số chai nước hoa mình gợi ý cho các anh em chúng ta có thể tham khảo. Bởi vì thực tế mà nói, để có thể một cái bảng xếp hạng top 10 nước hoa Neroli thì thực sự nó quá là khó, bởi vì nó rất nhiều những chai nước hoa sử dụng nốt nguyên liệu này đó. Thì mình không cho rằng đây là một cái top 10 nào cả, mà mình chỉ đơn thuần đó là mình muốn gợi ý cho anh em nếu như chúng ta muốn tìm hiểu cái nốt mùi hoa Neroli nó là như thế nào. Ok, let's go. Trước tiên chúng ta cùng tìm hiểu cái nguồn gốc của hoa Neroli này nó là như thế nào. Neroli là một loại tinh dầu được chiết xuất từ cây cam đắng. Cái loại cây này thì nó có một số những cái tên khác, ví dụ như là cam chua hoặc là cam sevin. Nhắc lại thế cay rồi đấy, dám thắng Manchester United. Tại sao mình lại nói rằng đây là một loại tinh dầu? Bởi vì như trên cái bảng sơ đồ mình đang để ở trong màn hình thì chúng ta có thể thấy là ví dụ từ quả cam, lá cam và hoa, và người ta có thể thu được rất nhiều những cái thành phần loại tinh dầu khác nhau. Và Neroli là qua phương pháp trưng cấp bằng hơi nước thì người ta sẽ thu được tinh dầu Neroli, hoặc một cái nốt nguyên liệu khác hay mà chúng ta cũng thường được hay nghe trong nước hoa, đó là Orange Blossom, tạm dịch đó là tinh dầu hoa cam ấy, thì nó thu được bằng phương pháp trưng cấp bằng dung môi. Còn Neroli là phương pháp trưng cấp bằng hơi nước. Và nếu như các anh em có thắc mắc là hai phương pháp này nó khác nhau thế nào thì mình cũng chịu, vì mình không phải là đi học hành nó bài bản, chẳng qua là mình nghe thế nào thì mình nói lại như thế thôi. Thì mọi người có thể thấy được cái sự phong phú, cái sự đa dạng của cây cam đắng này. Chỉ cần mỗi một cái phương pháp chiết xuất khác nhau thôi thì chúng ta cũng có thể thu được một cái tông mùi khác nhau đó. Thì đấy là vừa xong mình vừa giới thiệu sơ qua cái Neroli này nó là có nguồn gốc từ đâu. Thì với cái cảm nhận của mình, đôi khi mà chúng ta xịt, mình sẽ cảm thấy rằng nó giống như là một cái cuống của quả cam. Khi mà chúng ta mua một quả cam nhé, chúng ta ấn vào cái phần vỏ của nó và cái mùi hương tinh dầu nó bật lên. Và đôi khi Neroli nó làm cho mình liên tưởng đến cái cảm giác đấy, một cái cảm giác rất là nói chung là thanh tao, nhẹ nhàng và tinh tế đó. Và khi kết hợp với một số những nốt nguyên liệu khác, có thể như là với gỗ hoặc như có thể với xạ, thì đôi khi nó sẽ tạo ra một cái tông mùi soppy hoặc là một cái tông gỗ thơm. Đó, rất là đa dạng. Còn về cơ bản thì mùi hương của Neroli nó giống như mình vừa mô tả. Đối với mình nhé, mình cảm nhận thì mỗi lần khi mà mình xịt cái nốt nguyên liệu này thì về cơ bản nó luôn luôn làm cho mình liên tưởng đến một cái múi của quả cam mà chúng ta chỉ cần bóp vào thì nó sẽ bật lên. Thì cái cảm nhận của mình về cái nốt nguyên liệu này nó là như thế, rất là, nói chung là rất là sảng khoái. Theo như những cái gì mình nghiên cứu, mình tìm hiểu, bởi vì thật ra cái này nó cái nghĩa là mình không phải perfumer, mình không phải là tốt nghiệp một cái trường nào cả, thì nó chỉ đơn thuần là tự đi mà mò, tự đi mà tìm hiểu. Thì với cái cảm nhận của mình, Neroli rất là thường hay được sử dụng trong những cái nốt open note. Bởi vì tại sao lại như thế? Bởi vì với một cái đặc tính mùi hương nó rất là dễ gây ấn tượng cho người ngửi đó. Bởi vì cái tông mùi rất là nhẹ nhàng, dễ ngửi và chuộng, thì tất nhiên rồi, cái open note nó sẽ làm cho mọi người cảm thấy rất là sảng khoái khi mà ngửi đó. Hoặc là những cái chai nước hoa tông mùi citrus hoặc floral thì Neroli cũng rất là được chuộng sử dụng. Ngoài ra nếu như mà muốn tạo nên một cái tông mùi soppy sạch sẽ
đó, thì Neroli có thể kết hợp cùng với xạ, xạ hương ấy đó, thì nó sẽ tạo ra một cái tông mùi soppy đó, và có thể kết hợp cùng với gỗ, cùng với tiêu vân vân rất là nhiều. Tuy nhiên thì như mình đang vừa nói, theo cái biết cái những cái gì mình được biết thì Neroli nó có thể là được sử dụng làm open road này, hoặc là được sử dụng trong những cái chai đậm mùi citrus hoặc là floral, hoặc là nó có thể tạo nên một cái tông mùi soppy nếu như mà blend cùng với xạ, hoặc là tạo nên một cái tông mùi gỗ rất là thơm nhẹ nhàng nếu như mà perfumer người ta muốn blend cùng với nó, cùng với một cái nốt gỗ nào đó. Thật ra như mình đã nói ở đầu video, có đến hàng trăm nghìn chai nước hoa, cho nên đây không phải là một cái top như thế nào cả, mà chỉ đơn thuần là mình chia sẻ đến cho các anh em. Ví dụ như chai lê hoa đầu tiên, Thierry Mugler Cologne, đây là một tông mùi rất là đặc trưng của soppy, với như mình đã nói đó là xạ và neroli tạo nên một cái tông mùi soppy. Chúng ta xịt thì nói chung là cái cảm giác tắm xong nó sạch sẽ như nào thì chai nước hoa này cũng sẽ mang lại đúng cái cảm giác như thế. Và tất nhiên thì cái hiệu năng mùi không phải quá tốt. Tuy nhiên nếu như anh em nào mà thích cái kiểu như là sạch sẽ, xà bông, xà vòng gì đấy, thì Mugler Cologne là cái sự lựa chọn cũng khá là thú vị. Nữa đó là Guerlain Acqua Allegoria Neroli Bianca. Đây là một chai nước hoa sử dụng nốt Neroli và một số nốt citrus khác. Nói thế nào nhỉ? Nhà Guerlain này nói chung là về phong cách làm mùi, về chất lượng mùi thì chúng ta không cần phải bàn cãi, chúng ta không cần phải là nói quá nhiều, chỉ đơn thuần là nếu như anh em nào thích cái nốt Neroli này thì chúng ta có thể tham khảo Neroli Bianca, một cái mùi hương rất là thú vị, mang lên một cái tông citrus. Vì đây không phải là một chai nước hoa thuần floral, nó sẽ kết hợp cùng với một số những cái nốt, nếu như mình nhớ không nhầm là có bitter orange đó, quả cam thì vậy, nếu như mình nhớ nhầm. Nhưng đây là một chai nước hoa rất cũng đáng để thử nếu như muốn biết Neroli là như thế nào. Nữa đó là Bulgari Oud Neroli. Đây là một sự kết hợp giữa hoa Neroli và cây tông gỗ, một cái tông mùi và một cái sự cân bằng, blend mùi rất là cân bằng giữa hoa Neroli và tông gỗ, tạo nên như mình nói một dạng kiểu như aromatic woody, một cái tông gỗ thơm rất là cân bằng. Đây với chai nước hoa này thì mình nghĩ đây cũng là một cái hướng đi khá là thú vị, bởi vì gỗ thì thường thì được kết hợp cùng với tiêu hồng, vani, bla bla bla, còn wood neroli cũng là một cái sự lựa chọn cũng khá là thú vị. Mặc dù vậy thì có vẻ như chai nước hoa này cái số phận có vẻ khá là hẩm hiu, khi mà có vẻ như không được nhiều anh em chuộng. Mình cũng thấy nó khá là hay nhưng mà có vẻ như là không được theo số đông đó. Chai nữa đó là Creed Neroli Sauvage. Nếu như để nói chai nước hoa nào mình thích nhất của nhà Neroli này, của nhà Creed, thì đây là chai nước hoa này. Ngoại trừ cái vấn đề hiệu năng mùi rất là sến sẩm, một sự kết hợp giữa Neroli và long diên hương, cái vị tươi, cái vị tươi sảng khoái của Neroli kết hợp cùng cái vị thơm ngọt nhẹ nhàng của long diên hương, tuyệt vời. Tuy nhiên thì có thể là do cái hiệu năng mùi của nó rất là ba sàm, cho nên là chai nước hoa này không được mọi người đánh giá cao. Mặc dù vậy thì mình rất là thích cái tông mùi này, bỏ qua cái vấn đề hiệu năng mùi. Ok, Creed Neroli Sauvage. Đây là một chai nước hoa đã bị ngừng sản xuất, Flair du Mai. Nói thế nào nhỉ? Đây là một chai nước hoa có thể gọi là đỉnh cao của nhà Jean Paul Gaultier. Neroli rất là tuyệt vời. Một cái chai nước hoa này mặc dù sử dụng Neroli nhưng mà cái cảm giác xịt, khi mà xịt chúng ta sẽ cảm thấy một cái gì nó phấn phấn, nó giống là giống như phấn, khi toàn như kiểu chát phấn lên người rất là thú vị. Tuy nhiên thì thời điểm này tìm chai nước hoa này nói chung là cũng có, thế nhưng mà nó hơi khó tìm, cho nên mình sẽ list ở đây thôi. Còn thì anh em nào nếu mà ngửi mùi hương này rồi thì chúng ta đều, mình nghĩ rằng anh em đều cùng đồng tình với mình là về cái quan điểm đây là một mùi hương khá là thú vị và độc lạ đó.
Ngoài ra thì anh em có thể tham khảo Tom Ford Neri Portofino. Đây cũng là một cái tông mùi Shopee có sử dụng Neri và nó có một cái nét tương đồng với Mugler Cologne. Đó là một cái tông mùi xà phòng sạch sẽ kiểu như vậy. Thì trong cái video này mình vừa chia sẻ nhanh thôi, một cái chia sẻ nhanh với các anh em về hoa Neri, về cái mùi hương của nó như thế nào, về cách blend mùi làm sao, và một số chai hoa mà các anh em có thể tham khảo. Tất nhiên thì anh em có rất rất nhiều chai hoa khác mà chúng ta hoàn toàn có thể tìm để muốn biết mùi hương này như thế nào. Rất hy vọng các anh em cảm thích con này, hãy like và share nếu mọi người cảm thấy video có giá trị. Và anh em mình còn gặp lại những video tiếp theo. Bye bye.